Vâng, Đô xin mến chào được bác nha. Và hôm nay Hiếu Minh lại tiếp tục có hàng chất cho anh em đây ạ. Thì hôm nay thì Hiếu Minh lại tiếp tục về hàng rất nhiều micro, thì ngày mai em sẽ review. Còn hôm nay thì về theo cùng cái lô này thì em sẽ săn được và được tổng cộng là 2, 4, 7 con. Đây có 9 con thì 2 con chuyển ra cửa hàng. Vì hôm nay có bác khách bác hẹn từ hôm trước. Hôm trước bác cứ bảo nếu mà lần nào xe về được mẫu đẩy JBL X8, X6 thì liên hệ với bác ấy, thì X8 em về được tổng cộng là 6 con, X6 được 3 con đúng không nhá. Em chuyển ra cửa hàng 2 con X8 trả đơn các bác khách hôm trước. Thì báo cáo biết thì dòng này thì đây là dòng đẩy có thể nói rất là hiếm, và cái đó quan trọng là cái dòng này chơi rất là bền. Nhưng bác nào chơi những dòng đẩy X6, X8 nhà Hiếu Minh có biết rồi. Trước đây em có về một lô rất là to nhưng mà từ đợt đấy là không có đâu bác. Cái này là hàng nó tồn kho nhà máy ấy. Nên là những con đẩy này mang tính chất là sưu tầm, nhà hàng mới đập hộp, còn tồn kho nhà máy phục vụ anh em chơi. Và giá thì bán bằng hàng bãi thôi các bạn, giá rất hợp lý cho anh em chơi. Cùng cái giá này thì bụng các mua trên trường chỉ mua những con đẩy OEM thôi, những con đẩy như là dòng của PS hoặc DB, hoặc JD hoặc là AP những hàng OEM thôi. Còn đối với con đẩy hàng chính hãng này thì bác mua là rất là hợp lý chơi. Thì cho hai model, trong đó X6 là 600W, X8 800W. X8 thì đánh được tốt là 2 cặp 30 thông thường không nhá. X6 thì đánh được 1 cặp 30 thêm cặp 25 hoặc là 1 cặp 30 hoặc đánh là 2 cặp 25. Thì chắc quay vẫn đủ sáng cho bác đúng không ạ? Thì đây thì có một con về, thì là ở đây là vận chuyển về bên kia, kiểu bên kia đó là em phải bên kia là một con người ta kiểm tra ấy. Con kiểm tra này thì hàng ở đây là hàng nguyên ghim. Anh em có mấy con thì em sẽ rạch hai con ra, còn anh em thích nguyên ghim em gửi nguyên ghim. Thì dòng này thì nó em đã bán rồi, em biết là không lỗ con nào luôn. Hàng rất là vì hàng hãng nên là linh kiện toàn linh kiện xịn, nên là cứ thế gửi cho bác nguyên ghim luôn các bác ạ. Đấy, hàng này trùng CD máy luôn không nhá, trùng CD luôn ạ. Còn tất nhiên là dòng này thì biết thì những dòng như JBL phiên bản sau này X6, X8 hay những dòng như Crown bây giờ ấy, là sản xuất Trung Quốc rồi các bạn. Đấy. Xoay cái mặt đằng trước ra đi. Xoay lại đi. Xoay chiều đi. Không xoay chiều cái. Cái mã CD nó đi. Nguyên ghim nhá. Nguyên ghim của Heckman JBL. Xoay sau. Hiện tại em đang có mặt tại kho của Mido nhá. Thì con này 800W, 8 ôm nữa, ghi rất rõ này, số này. Và công suất của Made in China ở đây công suất là 800W, thì đánh như em nói rồi sẽ đánh được tốt là 2 cặp bắt 30 hoặc là 2 cặp bắt 25. Nếu đánh 40 thì 1 cặp là dư các bác nhá. Thì số lượng nó có ít lắm, em hàng em thâu là hàng thâu nhà hàng đấu giá bên kia về được tầm cũng 9 con thôi, nên là anh em có nhu cầu mang tính chất sưu tầm thì nên là Mido. Thì báo giá công khai cho các em review nhá. Thì đối với X8 thì mình đang chào bán mức giá là 6.600.000 đồng một chiếc này. Còn X6 thì là X6 thì em bán là cũng như giá cũ trước đây. Ngày con X8 này trước đây anh em bán thường là 7.5, 8 triệu ấy, thì em bán là 6.6 cũng theo giá cũ trước đây mình bán. Còn X6 thì mình bán là 5 triệu đồng con này nhé, 5.2 triệu đấy. Chung hai giá đấy đều bán được trong một trong hai giá đó, vì số lượng có ít quá. Thì những bác nào mà mang tính chất sưu tầm gần con đẩy nó hay ấy, thì nó hay ấy. Đấy, thì như thế em mới nên là con đẩy mà còn là hộp như này tuyệt vời. Rạch ra cho anh nốt con X8 đi, xong mở ruột ra đi, rạch một con nguyên hộp ra đi. Con này thì rạch hộp rồi thì tí nó bốc từ đấy bốc ra, rạch con nguyên hộp ra, nhanh lên, con clip nó ra, nhanh lên tóc xoăn. Rạch nguyên hộp nhá, nguyên ghim luôn rồi. Hàng rất là cẩn thận về, em còn phải bọc cả xốp đấy bạn, bọc xốp chuyển về vì em muốn làm cái hộp nó đẹp đẹp cho anh. Giật ra đứt rồi. Nguyên ghim vào nhé. Giống như trước thôi. Bên trong thì đây là sẽ có xốp này. Sách của nhà hãng. Sách của nó gồm có một mã tem cào cái gì ấy. Ba tem mở ra xem tem. Em nhấc ra đi, Dương nhấc ra cho. Nói chung cái dòng này thì đánh tiếng hay lắm, tiếng các bác nghe nhạc, đánh nhạc hay một karaoke tuyệt vời luôn. Nhiều tem thẻ bảo hành các bạn, tem thẻ bảo hành có mã QR này. Đây là cái tem của nó mang. Ok. Em bỏ thùng này ra. Em xoăn bỏ thùng ra đi. Túi cũng xịn, em bảo thì túi là xịn quá nhỉ. Chỉ từ con đẩy cao cấp như em nên nhập khẩu về thì mới dùng túi này.
Thế mở ruột ra đi, một người mở ruột, một người mở X6 ra. Thì dòng này thì khỏi phải bàn về chất rồi. Từ trước các bác rất nhiều bác hỏi hàng, chả có, hôm nay về thêm ít nữa. Cho những bác nào nhanh tay săn hàng thì liên hệ em nhé, cũng giá rất hợp lý cho anh em chơi. Mà đằng trước có mặt nhám nhé, và đằng trước ghi nhám này. Zoom lên cho bác, đấy, rất đẹp luôn. Chặt nhỉ, kéo nhá. Tăng tốc lên. Sơn sủng là sơn cũng nhám luôn bác nhá. Sơn nó lớp sơn nó nhám. Sò luôn lớp sơn. Rất là dày. Một lớp sơn này rất là dày, nó là kiểu nhám nhưng rất là dày nhá. Đưa ta. Tháo được chưa? Đấy, ok. Tôi nhìn được cái mối hàn sáng thiết này. Rất đẹp luôn. Cũng bị nhiễm sang hàng bãi. Mở lối con X6 ra. Nhanh lên. Mở lối X6 ra để cho các khác biệt các bác nhìn. Nghĩa là giữa X8 X6 nó chỉ cờ như em nhìn thấy là hệ thống sò. Nghe chính là tí đi thôi. Còn thì quan trọng là hệ thống nguồn ấy, nguồn chút nhỉnh hơn. Nguồn lớn hơn luôn nhá. Đấy, X8 này. Nguồn X8. Mở lối X6 ra. Trong là CD ra thùng nhá, xếp cái nào thùng cái đấy nó thùng CD nhau đấy. Trong này thì sự mạch là mạch class H cũng nhá, mạch class thì thứ nhất nó có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất đấy anh Thước với là ưu điểm thứ nhất là tiếng nó sáng, nó sạch, nó trong. Ưu điểm thứ hai là cái dòng này chịu quạt gió rất là êm. Ba quạt gió tản nhiệt luôn nhá. Đấy, ba quạt gió tản nhiệt. Lấy bước mình này. Cứ bình tĩnh mắt, ốc sử dụng ốc cũng rất là xịn, ốc nó bằng nghe bằng inox này. Đó anh cái thước với chiều sâu anh nhá. Bao cần những con đẩy nó gọn, form gọn ấy. Gọi lấy con này chưa đến 40 này. 8 cho chưa đến 40, thiết kế form rất là gọn luôn nhá. 48 này, ngang. Ngang bao nhiêu? Ngang cỡ trung rồi 48. Được, 48. Cỡ ngang 48 nhá. Cỡ trung rồi tất cả dòng đẩy nó như vậy. Cao này size 2U thì nó sẽ là cao của nó rơi 9 phân, đo lên với đây. Thế thì bác cứ kê kệ nhá. Quan trọng cái bề sâu ấy. Bề sâu của mình đây, gần 10 phân, hơn 9 phân tí. Thì quan trọng cái bề sâu, một con đẩy ngoài nó hay ra, nó chạy êm ái rồi thì cái kích thước nó cũng rất là quan trọng. Vì kích thước có để kệ kệ, những bạn nào mà tủ kệ, mà nhất là kệ gỗ thì rất nhiều bác cũng hỏi em có đẩy size nó ngắn không. Thì mẫu này size nó ngắn này. Cái điều đáng tiếc là nó đợt này về ít quá. Là một cái đáng tiếc, mà mình rất là đáng tiếc. Đó, nó sử dụng hai bo vỉ lọc tiếng hai bên này. Cái dòng này nó có kiểu hai bo vỉ giống như kiểu lọc tiếng ấy các nhá, xử lý phần tụ và nĩ C xử lý nên là cái tiếng ra rất là trung thực và hay. Đấy. Đấy, bác nhìn thấy vào đây. Cái nguồn con này sẽ to hơn nhìn tí này. Đấy, các anh em so được luôn này. Đấy, nhìn hơn một chút. Đấy, X8 thì nguồn nó sẽ nhìn hơn một chút nhá. Nó nhìn hơn một chút. Đấy, nhìn nó chính nguồn thôi, còn vấn đề hệ thống so này em thấy nó như nhau. Hệ thống so như nhau, kết cấu như nhau. Chỉ có mỗi bán kính nguồn thôi nó sẽ khác nhau một tí. Nguồn X6 nha các nhá, anh em nhá. Tụ bóng chống cháy nhá, bóng chống cháy bảo vệ từng vế nhá, cực kỳ an toàn luôn. Bác nhìn cái ở bên trong linh kiện nó sử dụng tất cả linh kiện này, chân trước bơm keo hết 100% rồi, chân trước bơm keo hết 100%, chân keo thí điểm vít, làm rất là chi tiết luôn, nghe nó khác bọt hẳn luôn con đẩy thông thường, linh kiện nó nhìn rất sắc nét. Zoom lên cho anh em nhìn. Chân với linh kiện bằng đồng, zoom lên chi tiết cho anh em xem. Làm rất chi tiết luôn các bạn. Bản VL 5.5 KV6. Thì bác chơi những dòng này thì không phải lo vấn đề là đẹp bao nhiêu phần trăm nữa cả. Vì đây hàng nó hàng phun hộp, tồn kho của nhà máy, số lượng có ít. Đây là anh có nhu cầu một sân hàng có để chất cho anh hướng sau gánh té. Chất thì lên hệ Miro nhé. Trong ngoài tiếng khỏi bàn thì em đã bán rồi em biết. Và anh em thị trường bán thì nó tùy theo đợt. Trước có tồn được lô nhiều, bây giờ tồn ít. Tùy lô nhưng mà ít em cũng nhập. Thì là không có để tiếng nó rất là hay. Chất, chay là noi nào.
Hệ thống đằng sau thì bác phải thấy đây là sẽ gồm hệ thống cầu kẹp này, hệ thống lưu trích này, hệ thống tín hiệu vào này, hệ thống ninh ra này. Nghĩa là nó có rất đầy đủ các tính năng cho bác vào các chế độ đánh rất chi tiết, từ đấu rồi chế độ chập kênh, dồn kênh đều đầy đủ cho các bác anh em chơi. Rất đẹp luôn. Dòng này tai của nó nhá, sùng tai của nó tai tấm lẹp này. Hai tấm nhá. Rất là dày, xem trước cái nào. Xem trước đi. Cái tấm tai nó bác nhìn này, cái dòng này mà tai cong thì khó lắn lắm này, tại vì cái dòng này nó sẽ là tấm tai nó sẽ tầm tai hay lớp. Nếu trường hợp nó bị vận chuyển cong chiếc gì đó là rất khó lắn. Đấy. Rất khó lắn tai mà mặt nó hơi nhám. Xem xưa trước cái. Nghiêng lên bé. Thì hôm nay số lượng ghế ít thì em quay tổng thể chi tiết tuyến thuần để các bác anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ video nhá. JBL-X8 phun hộp, tồn kho nhà máy số lượng có ít. Giá cũng khai rồi, xin nhắc lại là bộ 800W này thì đang bán là giá là 6.6. Bộ 600W. Bộ 600W, thực ra nó có X4 nữa cơ. Nhưng X4 là có mấy con, nó có 2 3 con thôi mà em nghĩ là cũng rất nhỏ quá về khó bán nên em không lấy. Em lấy mỗi X6, X8 thôi. Mỗi con dòng có vài con. Anh em có nhu cầu thì liên hệ video nhé. X6 thì là 5.2 triệu. 5.2 triệu trong ngàn đồng chiếc. X6. Thì bây giờ dòng đẩy thông thường hiện trường như dòng như là X600W hiện trường các bác mua bây giờ nó phải tầm độ này gần 6 triệu rồi. Như 800W anh em mua được hơn 6 triệu thì em bán bằng giá những con dòng đẩy của em hiện trường. Giá rất là hợp lý cho anh em chơi, các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Dòng này Mclass thì tiếng rất là hay rồi, từ cái dây dợn bọc điểm dây ra quấn bọc điểm bọc trăm trăm bọc cáp kết nối. Điều quan trọng là nhìn cái chân tráng hết này, linh kiện khác bọt hẳn luôn, vừa hai vỉ lọc thôi nhé, hai vỉ lọc vậy. Tất cả chân trước bơm keo chỉ hết 100%. Bác anh em có nhu cầu liên hệ với đôi nhá, số lượng của hãng mang tính chất sưu tầm. Và xin lái chào tạm bác nhá.